doanh thu cho thuê này của Mỹ là đang chiếm 17 triệu trong cái tháng 1, được chưa? Cái vấn đề là bây giờ để doanh thu tương ứng với năm 113 ấy, trên bảng cân đối là 17 triệu. Thì bây giờ mình sẽ phải tính được giá vốn ấy, 6323, được chưa? Thì cái phần 6323 này nó sẽ đi từ cái phần khấu hao. Nhưng mà bên cái phần nhân công của bên em ấy, mình có chuẩn bị được nhiều không? Nếu mà nhân công chuẩn bị được nhiều ấy thì mình sẽ cho thêm một ít nhân công để mình cho thuê máy cho cái việc mà mình làm cái hợp đồng dịch vụ cho thuê ấy. Bên em chắc là có làm cái hợp đồng đầu ra ấy đối với khách hàng không, với cái dịch vụ cho thuê này không? Ý là hợp đồng cho thuê máy là gì? Đúng rồi. Dạ có, hợp đồng cho thuê máy là có. Rồi, thế trong hợp đồng cho thuê máy đấy thì có ghi rõ ấy là cái giá cho thuê này bao gồm ấy có cả nhân viên bán Dạ, máy máy, cả nhân công, cả máy, cả dầu. cả chi phí dầu DO đúng không? Rồi, ok. Dạ. Ừ, như vậy thì bây giờ ý của chị là khi mà doanh thu của tháng 1 này là có 17 triệu, đúng chưa? Thì Dạ. chị sẽ Dạ. tính được xem chi phí thuê máy ấy là bao Dạ. nhiêu tiền. Còn lại ấy, thì chị sẽ định mức tiền dầu DO ấy, thấy chưa? Và tiền Dạ. nhân công vào Dạ. đây để cấu thành lên được cái 6323 này. Tất Dạ. nhiên đối với phần chi phí ấy, Dạ. chi phí đầu vào ấy, 154 ấy, để mình tính được giá thành ấy, giá vốn ấy cho cái phần cho thuê Dạ. ấy, thì chị sẽ không để dở ra, em hiểu không? Cho thuê Dạ. mình không thể để dở ra mà mình chỉ tính đủ thôi, không phải như là công trình xây dựng của bên em, được chưa? Dạ. À, Dạ. vậy thì bây giờ mình nhìn doanh thu của năm 113 của phần cho thuê thì cụ thể ở đây chỉ có tháng 1, tháng 3, những tháng nào phát sinh ấy thì mình Dạ. sẽ đi cân đối ấy, những tháng đấy, em hiểu chưa? Tất nhiên là ví dụ như cái tháng 1 này thì chỉ đảm bảo để đủ được cái chi phí cho doanh thu 17 triệu. Nhưng mà Dạ. đến tháng 3 tự nhiên nó lại vọt ra nhiều. Đúng không? Nếu như em Dạ. chỉ lấy mỗi một khấu hao của tháng 3 ấy thì nó Dạ. sẽ lợi nhuận cao. Hiểu chưa? Thì riêng đối với tháng 3 này thì chị sẽ lấy thêm khấu hao của tháng mấy? Của tháng 2 nữa. Tháng 2 cộng với tháng 3 ấy. Em hiểu không? Dạ, Tháng mới 2 và ra được tháng cái gói 3. doanh thu thì chị đang Ừ, thiếu quá. đúng rồi, chính xác, tháng 2, tháng 3 thì sẽ là phục vụ cho doanh thu của tháng mấy? Tháng 3. Hiểu không em? Thế còn tháng Thế 5? nó nên căn cứ vào cái nghiệm thu giữa mình cho thuê với cái ví dụ như nghiệm thu là từ tháng 1 đến tháng 3 thì mới được, từ đó thì mình phải khấu hao từ tháng 1 đến tháng 3 đúng không anh? Cái nghiệm thu giữa Tháng mình với bên 1. cho thuê máy. Tháng 1 là phục vụ cho doanh thu tháng 1 rồi. Còn tháng 3, doanh thu tháng 3 này thì mình sẽ khấu hao của tháng 2 ấy, cộng với tháng 3 để ghép vào doanh thu của tháng 3. Nhưng mà ý em muốn hỏi là ví dụ như cả bên trên là cả máy lú, còn cả tháng 1 là cái máy lú, còn cái tháng 3 là cái máy xúc, thì mình cái máy xúc mà trong cái biên bản nghiệm thu với giữa mình với đơn vị thuế á, là cái máy xúc này làm từ tháng 1 đến tháng 3 mới ra là cái doanh thu là 76 triệu đi, thì mình có Rồi. căn cứ là mình sẽ lấy cái khấu hao của cái máy xúc là từ tháng 1 đến tháng 3 không ạ? Được, có lấy ví dụ như em cho thuê mở ngoặc là trong hợp đồng của em phải ghi rõ thời gian Dạ. cho thuê cái máy xúc này từ Dạ. tháng nào đến tháng nào thì em lại phải bám vào cái hợp đồng em cho thuê. Cái thời gian sẽ là không phải là cái hợp đồng mà thời gian là cái biên bản trước khối lượng một nghiệm thu khối lượng giữa bên thuế và bên cho thuế ạ. Hợp đồng cộng với biên bản nghiệm thu, cả Dạ vâng hai kết ạ. hợp. Tất nhiên là chỉ nói hợp đồng chỉ là cái giao kèo ban đầu thôi, quan trọng nhất đó là nghiệm thu, cũng giống như ở trong xây dựng ấy, nghiệm thu Dạ. khối lượng, xác định cái khối lượng mà giữa công ty A và công ty B đã hoàn thành với nhau ấy, thì trong biên bản Dạ. nghiệm thu đấy nó sẽ ghi rõ ấy, thời gian bắt đầu triển khai cho đến thời gian bắt đầu nghiệm thu ấy là Dạ. bao nhiêu tháng, được chưa? Thì từ Dạ đó em mới được quay lại để trích khấu hao căn cứ vào biên bản nghiệm thu và căn cứ Dạ vào hợp đồng và căn cứ vào hóa đơn đầu ra, đúng không? Dạ Và mình sẽ vâng. tính Dạ toán là sao cho đẹp, sao cho hợp lý, đến đấy là chỉ đủ được chi phí của cái máy đấy thôi, không nên để thừa, Dạ. em hiểu chưa? Rồi Dạ bây giờ nha, như vậy trong này là em cứ vâng. ghi chung chung là cho thuê máy, chị cũng không biết là cho thuê máy nào cả, chỉ được có Dạ. mỗi một cái hóa đơn này em biết đúng không, cho thuê Em em chưa biết có đúng ghi, không? chị cho em một tí, kêu một tí em mở ra nha. Rồi, ok em. Mấy buổi chốt số liệu này chị sẽ đi thật kỹ nha, chậm nhưng đến đâu em phải nắm được đến đấy cho chị nha. Dạ vâng ạ. Bây giờ em ghi lại tháng mấy, tháng mấy là Dạ máy gì đi. dạ dạ em đăng ký ạ. Bây giờ ta đi phân tích từng tháng một nha. Dạ Bây giờ dạ ở 11 tính khấu hao thì ở bài trước chị đã dạy cái mối quan hệ ấy,
giữa bảng trích khấu hao và bảng cân đối tài khoản ấy, cái phần đó em hiểu rồi đúng không? Thì đến phần này chị chỉ phân tích thêm nhá, cái độ sâu của vấn đề thôi. Thế thì bây giờ ở sang phần hai nhỏ này, tháng một này là mình đang cho thuê ấy, máy nào? Máy đu hay máy xúc? Rồi. À máy xúc ạ, máy xúc ạ, máy xúc. À đấy, máy xúc thì chị lại phải chốt đấy, bỏ cái xóa dòng vừa xong ấy của máy này để về tỷ lệ 100% bình thường. Thế đến bắt đầu đến cái máy xúc Hyundai ạ. Máy xúc đây đúng không? Máy xúc Hyundai bên dưới ạ. Ừ, máy xúc Hyundai bên dưới, ok. Ta để chuột con chuột vào cái máy xúc Hyundai này, ta phải chuột thêm dòng phân bổ. Được chưa? Thêm dòng phân bổ thì quan trọng vô cùng ở chỗ là đối tượng tập hợp chi phí. Đúng không? Mà đối tượng tập hợp chi phí ở đây chính là đối tượng công trình hay cho thuê. Đúng không? Mà ngay từ buổi học đầu tiên chị đã vào danh mục phòng ban đấy, em nhớ không? Hả? Thế thì nếu ai học chị và bên chị thì sẽ có cái bộ phận tương ứng. Nhưng mà hình như bộ phận tương ứng của em đang bị đặt sai. Đây, chị lại phải vào quay lại đóng lại cái này để kiểm tra lại. Thì vào danh mục nhá, cơ cấu tổ chức ấy. Đây này, hình như cái dữ liệu này là dữ liệu sửa của bạn kế toán cũ đúng không? Dạ đúng ạ. Ừ, cho nên là cái này chị sửa một tí này. Lái máy, chị hay làm việc theo kiểu là phải có chữ bộ phận phía trước ấy, để tí nữa chị dễ phân biệt. Lái máy nhá, chị sẽ chọn lái máy này sẽ thuộc vào công ty của em. Đấy. Nhưng bây giờ nó có một cái dở này, những cái này nó đã có phát sinh về sau ấy, chị không sửa nữa, em hiểu không? Mà chị sẽ phải thêm lại theo cái cách của chị ấy. Vì cái data này là data đang sửa lại của người cũ, mà cái người cũ thì người ta lại gắn những cái mối liên hệ về sau rồi, cho nên chị không sửa được nữa, em hiểu không? Cho nên chị sẽ thêm cái của chị để hướng dẫn cho em một cách khoa học nhất vào phần tài sản cố định và cái phần công cụ dụng cụ, hiểu không? Thì sau này em có làm data khác thì em cũng theo cứ thế mà làm. Mã này, bộ phận quản lý đơn giản của chị là chị cứ theo mấy cái đối tượng lớn thôi, ví dụ quản lý này tất nhiên là 642 đúng không, và thuộc công ty em và thuộc cấp tổ chức là phòng ban, em hiểu chưa? Phòng ban nhá, chứ không phải là cái này là chọn cái khác đâu, chỉ chọn phòng ban. Chị ơi, nhưng mà trường hợp ở bên em là không có lái máy thì làm sao rồi? Rồi cái đấy tí nữa sẽ tính tiếp, không có lái máy. Đây bây giờ khoan đang sau em bấm Ctrl C nhá. Ở đây chị sẽ tạo một bộ phận là công trình, đúng không? Bên em có hai loại tính giá thành, đó là công trình và cho thuê. Và cũng thuộc công ty của em và cấp tổ chức ấy vẫn là phòng ban. Rồi cấp, em hiểu chưa? Bấm tiếp Ctrl C. Khi làm phần mềm ấy là cũng phải hiểu về bản chất của nó. Cho thuê, cho thuê này là thuộc bộ phận cho thuê, được chưa? Và thuộc cái công ty này, bấm cất, em hiểu chưa? Như vậy trong công ty này tạo ra ba bộ phận này. Vậy nếu một cái công ty nữa mà nó có thêm một mảng nữa, giá thành nữa là sản xuất ấy, thì tương tự thêm một mảng sản xuất hay là thêm một mảng vận tải, bất kỳ một công ty nó có 5-7 kỳ tính giá thành, chị vẫn giải quyết được bình thường theo cách tạo ra cái phần cơ cấu tổ chức này. Rồi bây giờ quay lại phần tài sản cố định ở đây. Đấy. Thế bây giờ ví dụ đang ở tháng 1 nha, chỗ này ấy, sửa này, em sang phần hai nhỏ phân bổ đây. Thì bây giờ đến cái chỗ máy xúc ấy. À lúc nãy của mình là máy nào nhỉ? Máy xúc đốt sán ạ. Máy này đúng không? Thì em phải chuột này thêm dòng phân bổ. Chị đang dạy đến đây, nhưng chị phải dừng lại để quay lại tạo lại cho em ấy cái cấp phòng ban. Để nhằm mục đích ở đây ấy, chị mới chọn là bộ phận công trình. Em thấy chưa? Để cho nó khoa học. Rồi, bộ phận thứ hai là bộ phận BP, cho thuê. Em có hình dung được không? Rồi, chứ không phải chọn như là cái tấm cũ. Trong tháng 1 nó đi cho thuê đúng không? Như vậy thì chị sẽ có một máy, trong khi đó giá trị khấu hao của nó là bao nhiêu? 9 triệu. Mà doanh thu của mình là 17 triệu. Hầu như chị sẽ cho hết vào cho thuê.
90% ấy. Dạ rồi, tầm giá thì bao nhiêu thì nó ừ. Căn cứ vào cái doanh thu của nó thì tập bổ cái hai ạ. Đúng rồi, để nhằm mục đích là ưu tiên phần cho thuê bởi vì công trình của em sẽ dễ lấy chi phí hơn. Đúng yeah. không? Hoặc là em để khoảng tầm 20% ấy. Thấy yeah. không? Là công trình và 80% là cho thuê. Vậy ở đây tài khoản chi phí ở đây là 154. Đúng không? Dạ rồi ạ. Và ở dưới này cũng là 154. Bởi vì thực ra công trình và cho thuê đều phải tính giá thành. Đúng không? Dạ rồi ạ. Và ở trên này thì đúng là sản xuất chung chấm khấu hao chấm cho công trình rồi. Còn ở dưới thì sẽ là sản xuất chung chấm khấu hao và gạch ngang chót cho thuê. Rồi, ok nha. Như vậy em dạ. hiểu chưa? Dạ rồi ạ. Nhưng vẫn chưa đủ đâu, còn nữa cơ. Nhưng mà bây giờ ấy, tạm dạ. thời ấy, em luyện cho chị ấy cái phần này dạ. và em xử lý cho chị các cái doanh thu cho thuê. Đúng rồi. Theo cái bài toán dạ. chị đang tính toán, sao cho phần cho thuê là chính, khấu hao của cho thuê chiếm 70% trên giá vốn. Trong cái doanh thu cho thuê là 17 triệu. Ví dụ dạ. nha. Thì em chiếm khoảng tầm 90% là giá vốn. Ví dụ như 15 triệu rưỡi là giá vốn. Dạ. Đúng dạ. không? Nào. Mình lời khoảng 1 triệu chỉ là lời khoảng 1 triệu mấy thôi đúng không ạ? Đúng rồi. Đấy là độ chênh lệch giữa doanh thu và dạ. giá vốn, chính xác. Dạ. Vậy trong giá vốn 15 triệu rưỡi đó, em lấy cho chị 70% của 15 triệu rưỡi là khấu hao, chính xác. Dạ rồi ạ. Cộng với 20% là tiền dầu, cộng với 10% là tiền lương lái máy. Ví dụ như thế đi cho chị nhá. Có nghĩa là cân như thế cho chị để chị còn nhìn ra vấn đề tiếp theo cho em, được chưa? Ok, yeah. em cân cho chị từng này vấn đề này cái đã. Hiểu không? Dạ rồi ạ. Ừ, ok. Dạ rồi. Ok. Ừ, chào em.